chưa các bác cô chú anh chị? Nhà các bác cô chú anh chị đã có cây mộc nào chưa? Những năm gần đây thì người ta chơi mộc rất là nhiều các bạn, và giá của nó cũng rất là khủng. Tuy nhiên là bây giờ nó trồng rất là nhiều, nó cũng mềm đi. Và hôm nay thì em đi làm về thì em quất hai cây này. Đi làm, trước khi đi làm thì gặp bán rong ấy, mua của người bán rong ấy, bán dạo ấy, mua hai cây này. Thì ông này ông toàn mộc nhiều thân ấy, tức là mộc búi chứ không phải một thân. Một thân thì một gốc thôi nhưng mà nó sẽ nhiều tay cảnh. Đấy. Đấy. Thì bằng cổ tay, bằng một nắm tay này. Thì em chọn hai cây này khá giống nhau và nó thoát bệ ở cái đoạn này. Thường mộc giá rẻ ấy các bác nhá. Thì ngay đoạn này, ngay đoạn sát với đất này, nó lên rất là nhiều nhánh. Rất nhiều nhánh nhá. Thì con này nó thoát được bệ của một gang tay thì lấy, mà giá nó cao hơn một tí thôi. Nhưng con những con kia mặc dù gốc to hơn mà em không thích. Người ta thích mộc là mộc một thân các bác, lấy là giá nó đắt hơn. Cái mộc nhiều thân này nó cũng như mẫu đơn các bác. Còn hoa thì thơm thôi. Mộc kia thì nó lâu năm ra nó giá trị hơn thôi. Đấy, nó như mẫu đơn, mà mẫu đơn búi với mẫu đơn một thân thì giá nó khác nhau. Đấy, thì mộc này cái giống này cực kỳ là lâu lớn. Lúc nào nhỏ này nó lên bằng này thì nó cũng nhanh hơn, nhưng mà từ tầm này mà lên bằng cổ tay thì lâu lắm, cực kỳ lâu, cho nên nó có giá trị. Và thứ hai là nó rất là thơm, nó, mùi nó nhã nhặn dễ chịu, cực kỳ dễ chịu. Em có nhớ là cách đây khoảng độ 5-7 năm gì đấy, cái hồi em cũng bận rộn bịu, không có cây cối được, thì có những cái lần đi công tác bên Trung Quốc ấy, đến chỗ thì có qua chỗ Hàng Châu Trung Quốc ấy, thì mình đi dạo ngoài đường ấy, thì nó cứ thoang thoảng cái mùi rất là quen mà không nhận ra là cái gì, thì một cũng không để ý đâu, cảm giác nó rất là dễ chịu khoan khoái. Thì sau khi mà nhận ra để ý nó, tìm ra cái mùi gì nó quen quen, thì hóa ra là họ trồng mộc này ở đường phố đấy, rất to. Từ đấy là rất yêu thích mộc, mặc dù đã biết đến nó rồi. Đấy. Thế còn bây giờ nó hết qua một lứa hoa rồi, nó nở tàn hết rồi. Đấy, thì mơ ước của em là vẫn không phải là mơ ước, mà là cái kế hoạch cũng là luôn là muốn có một đôi mộc nó vừa phải, nó vừa phải túi tiền mà nó cũng khá là đẹp. Đây, thì hôm nay trồng mà hai con mộc này với hai con chậu kia. Thì trồng bằng cái đôi chậu mà em nhặt được của nhà giàu này. Hôm trước nói là chậu tàu nhà giàu, nói cho liền thôi chứ không phải chậu tàu các bác, nhưng mà nó tốt, rất là tốt. Tuy nhiên là cái chậu này nó hơi nông, thì nó không, nó lượng trồi bầu lên thì nó không tốt. Thế em trồng vào hai cái chậu nhựa này vậy, hai chậu nhựa này. Đấy, và lấy một ít đất sẵn ở đây rồi. Bây giờ trồng xong rồi thưởng thức các bác nhé. Chờ đến cái mùa hoa mộc tiếp theo người ta thưởng thức, ngồi làm ấm trà hoa mộc này thôi rồi các bạn, nhã nhặn các bác nhé. Đây các bác, trồng xong hai con mộc đây rồi, bây giờ mới quay được đây, trước tối quá. Đấy, tầm vút ngọn hơn 2 mét, 2,5 mét gì đấy, 2,5 mét, rất là cân nhau, từ cái gốc cho đến cái dáng của nó rất là giống nhau. Thì mua một đôi, chúng nó bán cái đôi to, cây to hơn nhưng mà rẻ hơn con này. Thứ nhất là nó là mộc búi ấy, tức là từ mặt đất trở lên nó mọc rất là nhiều nhánh. Thì hai con này nó khác một chỗ là nó thoát được bệ nó khoảng một gang tay, thì chấp nhận được, chơi nó khá là cân đối. Một đôi này cho nó ổn định, cho nó sống khỏe, cho mình để nó ra chỗ mà mình mong muốn trước thềm, cho nó thơm, nó có hoa rất là thơm. Đấy, thì hoa mộc thì nó luôn là quý trọng và đẳng cấp các bạn. Đấy nhá. Cái lứa hoa của nó vừa mới hết này các bạn này. Còn chơi những cuống hoa. Đấy. Vừa mới hết hoa. Thì gốc đây, hai cây gốc bằng nhau. Đấy, cũng khá ok, rất là nhiều năm nó mới được như thế đấy.
chơi mộc rất hay các bác. Nhà giàu nào em thấy để ý như nhà biệt thự những một đôi thể hiện đẳng cấp, càng to càng đẳng cấp. Cái này thì mình chưa nói lên được điều gì nhưng mà mình chơi thôi, chưa nói lên được điều gì cả. Đấy, con này thì rất cần nhau, rất cần nhau. Mặt nha. Đấy. Thì em mới đập vào một cái dãy nhà ở đây, nhà kho ở đây, làm cái cổng mới và những cái công trình phụ mới ở đây. Thì chuyển cây xanh ra đây và một số cây sau sẽ chuyển ra đây. Có vòi nước để chỉnh tưới. Hai cái con mộc sẽ để hai bên chậu, hai bên cổng này. Đó. Mới cao vào con này rồi, rất là nặng. Đấy, con này vừa làm xong. À đây, chia sẻ thêm các bác là cái dòng bonsai, một số cái dòng thì nó có nhựa, cây có nhựa như xanh sida thì mình cắt này, nó có cái nhựa nó ôm luôn ở đây, thì thậm chí không cần phải keo lên sẹo trước cả. Nhưng mà những cái thân gỗ này này rất dễ bị khô, từ đây trở xuống mất nước cả cái thân này xong chết. Đấy, cho nên là mình tốt nhất mình có keo lên sẹo, không có thì mình bôi vôi hoặc thậm chí là đắp xi măng. Đấy, tránh nắng, tránh mất nước và tránh mốc. Thêm một cái nữa là sắp được ăn rồi các bác ơi, sắp được ăn rồi này các bác biết không, chín rồi đấy, rất nhanh. Có hôm trước nó còn nhỏ nhỏ mà bây giờ nó đã chín, nó sưng rồi. Thế mà bây giờ em chỉ chờ nó chín để cắt cái cành này đi thôi, cắt cái cành này đi đấy, để lại cành này chỉ để quả nó chín thôi. Còn lứa hoa mới rất nhiều, cái này chắc chỉ là 1-2 hôm nữa là chín đẫu luôn. Chín bây giờ nó rất là trắng, rất là trắng. Đấy, đấy, mời các bác ăn ổi nha. Một quả mời cả mấy nghìn người ăn. Rồi, xin cảm ơn các bác. Quay lại đôi mộc đi. Đấy, nhân vật chính này nha các bác.